Huấn luyện viên Siri không phục khi thua U23 Việt Nam. Trả lời phỏng vấn sau trận thua 0-1 trước Olympic Việt Nam tại tứ kết ASEAN 2018, huấn luyện viên Alfaqe Muhammad tỏ ra không phục khi khẳng định đội bóng của ông phải nhận thất bại vì thiếu may mắn. Ở cuộc chạm trán với Olympic Việt Nam tại tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 2018 diễn ra vào tối 27 tháng 8, Olympic Siri đã nhập cuộc khá tốt khi làm chủ được thế trận và liên tục tạo ra được nhiều pha tấn công sắc bén. Thế nhưng họ vẫn không thể ghi được bàn thắng nào. Trong khi đó, lối chơi phòng ngự phản công lại được các cầu thủ của Olympic Việt Nam triển khai vô cùng hoàn hảo. Điều này không chỉ hạn chế được các pha tấn công của Siri mà còn khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn. Đến phút 108, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra khi Văn Toàn có pha xuất hiện đúng lúc để ghi bàn thắng duy nhất cho trận đấu. Qua đó giúp Olympic Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0 để giành quyền vào vòng bán kết. Chứng kiến điều này, huấn luyện viên Alfaqe Muhammad tỏ ra không phục, thậm chí ông còn khẳng định nếu may mắn hơn một chút thì Siri đã giành quyền đi tiếp. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, huấn luyện viên Alfaqe Muhammad chia sẻ nếu Olympic Siri may mắn hơn một chút thì có thể mọi thứ đã khác. Nhìn lại diễn biến trận đấu, tôi cảm thấy có gì đó không công bằng. Chúng tôi đã làm tốt hơn và Việt Nam chơi phòng thủ, nhưng tiếc là Siri lại không thể ghi bàn. Chúng tôi biết rõ Olympic Việt Nam do đã gặp nhau ở giải U23 châu Á. Thế nhưng chúng tôi không quan tâm nhiều tới sức mạnh của họ mà chỉ quan tâm đến việc chúng tôi thể hiện như thế nào. Đáng tiếc, Olympic Siri lại mắc một số sai lầm và trong bóng đá thì sai lầm rất khó tránh khỏi. Việt Nam đã tận dụng tốt những sai lầm đó và khiến chúng tôi phải dừng bước. Trong trận đấu đầy oanh liệt trước Olympic Siri, Olympic Việt Nam tự hào vào vòng 4 đội mạnh nhất châu Á. Sau trận này, thầy Park sẽ có màn đụng độ với đội bóng quê hương ở vòng bán kết. Đội hình xuất phát của Olympic Việt Nam trước Siri: Bùi Tiến Dũng, thủ môn; Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Thanh, Đức Huy, Quang Hải, Công Phượng, Văn Quyết, Đức Trinh. Trận tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 18 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Siri diễn ra vô cùng căng thẳng. Đúng như dự đoán của chuyên gia, đây là một trận đấu không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, Olympic Việt Nam cầm bóng nhiều hơn nhưng gặp khó khăn trong việc đưa bóng về khung thành của Siri, không thể thực hiện những cú sút trúng đích. Các cầu thủ Việt Nam còn đối mặt với nhiều nguy hiểm từ các pha phản công của đối thủ. Rất may là Olympic Siri đã không thể tận dụng tốt những cơ hội đó. Bước sang hiệp phụ, khi hầu hết những Quang Hải, Đức Huy đều cảm thấy thấm mệt, các cầu thủ trên hàng công của Olympic Việt Nam bất ngờ có một pha bóng chơi xuất sắc. Xuất phát từ đường phất bóng của trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Anh Đức đã bứt phá, thoát khỏi sự truy cản của đối thủ để tung ra cú lốp bóng trúng xà ngang của khung thành thủ môn Siri. Bóng đã bật ra và tiền đạo Văn Toàn đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng lịch sử. Đây là trận đấu mang đậm dấu ấn tài thao lược của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông tung Đức Trinh đá ngay từ đầu để tận dụng sự cản lưới của tiền đạo này, mất sức hậu vệ đối phương. Khi trận đấu trôi qua về những phút cuối, ông tung Anh Đức, Văn Toàn vào và sự thay đổi hoàn hảo này đã đem về bàn thắng quan trọng. Tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ Olympic Việt Nam tiếp tục được thể hiện ở tứ kết trước Olympic Siri. Ở những phút bù giờ, Quang Hải đã bị đổ máu khi đối phương chơi tiểu xảo. Khi đội nhà đang dẫn trước 1-0, dù vậy anh vẫn tiếp tục thi đấu để nhường quyền thay người cuối cùng cho đồng đội Duy Mạnh vì chấn thương. Trong suốt trận đấu, các cầu thủ áo trắng đã chiến đấu không biết mệt mỏi trước mục tiêu cuối cùng là lập kỳ tích lọt vào bán kết ASEAN. Olympic Siri là đội bóng khó chịu, huấn luyện viên Park đã trả lời như vậy trước trận đấu và thế trận trên sân cho thấy chiến lược gia người Hàn Quốc không hề nói những lời xã giao. Suốt 90 phút thi đấu, hai đội đã chơi giằng co, cơ hội tạo ra là có nhưng các chân sút của cả hai đội vô duyên hoặc hàng thủ đối phương chơi quá xuất sắc. Tới tận phút thứ 108, bước ngoặt của trận đấu đến khi trung vệ đội trưởng Tiến Dũng tung đường truyền dài vượt tuyến lên cho Anh Đức ở phía trên. Tiền đạo kỳ cựu của Olympic Việt Nam thiếu một chút may mắn khi đưa bóng trúng xà ngang. Tuy nhiên, chân sút 33 tuổi này không phải tiếc nuối bởi Văn Toàn đã có mặt đúng lúc, đệm bóng vào khung thành bầu trống. Bàn thắng này thêm một lần nữa chứng minh sự tinh tế trong việc thay đổi nhân sự của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cả Anh Đức và Văn Toàn cùng được ông thầy người Hàn Quốc tung vào sân thay cho Đức Trinh, Công Phượng. Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Việt Nam càng giữ bình tĩnh trước sức ép liên tục tạo ra từ phía đối thủ. Ngược lại, Olympic Siri lại cho thấy dấu hiệu nôn nóng. Những pha va chạm, tiểu xảo được đội bóng áo đỏ liên tục tạo ra khi trận đấu trôi về những phút bù giờ.
Trong một pha bóng như thế, Quang Hải đã bị rách mí mắt. Trước đó, trung vệ Duy Mạnh phải nằm sân khá lâu vì chấn thương, nhưng đội bạn vẫn tiếp tục tổ chức tấn công trong khi nhiều cầu thủ Việt Nam ra dấu hiệu xin đưa bóng ra ngoài. Dẫu sau, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chiến đấu kiên cường để giữ vững tỷ số 1-0 để lần đầu tiên góp mặt tại bán kết. Đối thủ tiếp theo của chúng ta là Olympic Hàn Quốc. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 29 tháng 8 tới. Olympic Việt Nam giúp bóng đá Đông Nam Á giữ thể diện tại ASEAN 18. Khi chỉ còn Olympic Việt Nam có tên trong 8 đội mạnh nhất, báo chí châu Á khẳng định Olympic Việt Nam đang được đánh giá cao với một thế hệ vàng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây không chỉ là trang sử mới cho nền bóng đá của quốc gia này khi lần đầu tiên xuất hiện tại tứ kết ASEAN mà còn giúp bóng đá Đông Nam Á giữ thể diện tại Á vận hội năm nay. Từ lịch sử tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra ở Thường Châu hồi đầu năm đến thực tại trong mưa tại ASEAN 2018, đội tuyển U23 cũng như Olympic Việt Nam luôn khiến đối thủ phải bất ngờ bằng những miếng đánh đáng sợ từ băng ghế dự bị. Tất cả đều tới từ khả năng điều chỉnh đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước Olympic Series, Olympic Việt Nam với hàng công có mặt Nguyễn Công Phượng và Hà Đức Chinh gặp nhiều khó khăn trước đối đá thể lực và chặt chẽ của đối thủ. Song trong hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo lần lượt thay máu hàng công với sự xuất hiện của Nguyễn Anh Đức ở phút 50 thay Đức Chinh và Nguyễn Văn Toàn phút 82 thay Công Phượng. Những thay đổi này ngay lập tức tạo ra sự thay đổi mang tính bước ngoặt bởi cả hai là nhân tố chính trong bàn thắng của Olympic Việt Nam vào phút thứ 108. Anh Đức là người đón điểm rơi cực chuẩn để dứt điểm trúng xà ngang trước khi Văn Toàn ập vào cực nhanh sút tung lưới đối thủ. Những pha xử lý mang đậm tính cá nhân của anh Đức cũng như Văn Toàn là ấn tượng. Song điểm nhấn mang tính quyết định vẫn nằm ở huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, ông Park đã rất tinh tế trong việc thay đổi nhân sự. Khi hàng thủ của đối phương đã mệt, ông đã tung 3 cầu thủ tấn công vào sân. Với thể lực dồi dào hơn, họ quấy phá tốt và chỉ cần một thoáng mất tập trung, Siri đã phải trả giá. Nhà cầm quân người Đà Nẵng lý giải như vậy. Điều đáng bàn là giây phút Văn Toàn sút tung lưới Siri và làm nên lịch sử không phải lần đầu tiên đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo bắn hạ đối thủ bởi những họng súng trên ghế dự bị. Trước đó ở vòng 16 đội, hai sự thay đổi người của huấn luyện viên Park là Công Phượng và Văn Toàn cũng giúp Olympic Việt Nam quật ngã đối thủ khó chịu Bahrain. Khi đó, hai cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai làm rất tốt nhiệm vụ quấy phá khiến hàng phòng ngự Siri đánh mất sự tập trung. Trong một tình huống mà Văn Toàn thoát khỏi sự đeo bám của những cầu thủ phòng ngự cao to nhưng chậm hơn mình, Công Phượng đã có cơ hội để trừng phạt đối thủ. Ngẫm lại thì bài thay người này không phải được huấn luyện viên Park Hang-seo mới sử dụng. Trong chiến tích lịch sử ở Thường Châu Trung Quốc hồi đầu năm, U23 Việt Nam với phù thủy người Hàn Quốc trên ghế huấn luyện khiến toàn bộ đối thủ phải ngã ngửa bằng những lá bài sau tay áo. Trong chiến thắng 1-0 trước Australia ở vòng bảng, tiền đạo và sân thay người Phan Văn Đức là nhân tố chính trong bàn thắng của Quang Hải. Khi đó, số 14 của U23 Việt Nam mới chỉ vào sân đúng 1 phút. Tới trận gặp U23 Iraq tại tứ kết, Hải Đức Trinh vào sân thay Công Phượng vào phút thứ 89 và trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho U23 Việt Nam trong thời gian thi đấu hiệp phụ. Cũng trong trận đấu đó, một nhân tố vào sân thay người khác là Văn Toàn thay Phạm Xuân Mạnh cũng tạo ra sự đột biến mà bằng chứng là bàn thắng gỡ hòa hai đều của Phan Văn Đức. Khi đó, áp lực mà Văn Toàn tạo lên hàng phòng ngự Iraq là cực lớn và điều này trực tiếp khiến đối thủ của U23 Việt Nam mắc sai lầm. Trận gặp U23 Qatar tại bán kết, tới lượt lá bài bí ẩn Nguyễn Phong Hồng Duy được sử dụng thay Duy Mạnh ở phút 60. Sự nhanh nhẹn và khéo léo của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai giúp U23 Việt Nam mở ra cánh cửa vào tới khung thành U23 Qatar. Chính từ đường tạt bóng của Hồng Duy bên cánh trái, Quang Hải tận dụng thành công để gỡ hòa một đều cho U23 Việt Nam. Nói lại chuyện đầu năm để thấy rằng vào lúc này, tài thay người của huấn luyện viên Park Hang-seo không hề mang màu sắc may mắn. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng thừa nhận đấy là kết quả của việc chiến lược gia người Hàn Quốc hiểu quá rõ những điểm mạnh, yếu của các học trò, từ đó có thể đưa ra những đấu pháp phù hợp. Đối thủ của Olympic Việt Nam tại trận bán kết ASEAN đã được xác định trước khi cả trận thắng lịch sử trước Syria diễn ra, đó là Olympic Hàn Quốc với siêu sao châu Á đang thi đấu cho câu lạc bộ Tottenham Son Heung-min. Trao đổi với báo chí, ông Steve Darby thừa nhận Olympic Việt Nam buộc phải khóa chặt ngôi sao Hàn Quốc nếu muốn tiếp tục tạo nên lịch sử. Song, khóa chặt Son Heung-min chỉ là điều kiện cần. Nếu Olympic Việt Nam muốn có chiến thắng và tạo ra lịch sử, đội quân áo đỏ cần đưa ra lời đáp trả trong những pha phản công. Xét trên vị thế cũng như tương quan lực lượng giữa Olympic Việt Nam và Hàn Quốc, rất có thể một lần nữa ông Park sẽ phải sử dụng vũ khí trên ghế dự bị để đánh vào khía cạnh thể lực của đối thủ Hàn Quốc sau trận tử chiến với Uzbekistan ở tứ kết.
Câu hỏi chỉ là ai sẽ đóng vai trò người hùng cho Olympic Việt Nam mà thôi. Từ đầu ASEAN, Công Phượng, Văn Toàn và phần nào đó là anh Đức đã sắm vai họng súng sau tay áo cho ông Park. Trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn còn Phan Văn Đức, Hà Đức Chinh và cả Lương Xuân Trường. Những nhân tố rất nổi bật của U23 Việt Nam tại Thường Châu nhưng phần nào đó chưa thể hiện được vai trò tại ASEAN lần này. Sẽ rất khó để tiên đoán trước ai sẽ giúp Olympic Việt Nam tạo ra điều gì đó trước người khổng lồ Hàn Quốc tại bán kết. Song với phù thủy thay người Park Hang-seo, chúng ta có quyền hy vọng cũng như mơ mộng vào một lịch sử mới, giống như đã từng mơ cùng chiến tích không tưởng tại Thường Châu. Sau cùng thì trái bóng vẫn tròn và không ai có thể cấm cản giấc mơ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn subscribe để theo dõi những thông tin mới nhất từ channel.